Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu chung kết rất hay giữa Nguyễn Anh Quân và Phùng Quang Đẹp, hai giải đơn và hai giải đôi. Mời bạn xem giải đơn đầu tiên, Nguyễn Anh Quân và Phùng Quang Đẹp. Trận này thì Nguyễn Anh Quân cầm đen đấu hậu, còn Phùng Quang Đẹp cầm đỏ đầu tiên. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
Đăng Chuyên. Đăng Chuyên. Đăng Chuyên. Mã 7 thối 8 bắt xe giỏ sát. Trên đây thì Nguyễn Anh Quân vô phương chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận cờ đôi. Đội của Phùng Quang Điệp cầm đen thủ hậu, còn đội của Nguyễn Anh Quân cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。Xe 2 thối 2, trên đây thì đội của anh Quân và Thành Thái đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo, đội có Phùng Quang Điểm cầm đỏ đi tiên và Nguyễn Anh Quân cầm đen cầu hậu. Mời bạn thưởng thức.
chuyên. Xe 4 bình 6 sẽ có pha chiếu gút bắt xe. Trên đây thì đội của Nguyễn Anh Quân đã buông cào nhận thua. Mà bạn đó xem trận chung kết lượt về được diễn ra chiều nay. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình giới thiệu video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.